Tóm tắt, đức tính giản dị của Bác Hồ, mẫu 1. Đức tính giản dị là một đức tính vô cùng quý báu của dân tộc ta, được truyền từ đời này sang đời khác. Đức tính quý báu đó được tác giả Phạm Văn Đồng trình bày lại vô cùng xuất sắc qua tác phẩm Đức tính giản dị của Bác Hồ. Tóm tắt, đức tính giản dị của Bác Hồ, mẫu 2. Bài Đức tính giản dị của Bác Hồ, tên bài do người biên soạn sách đặt, trích từ bài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại. Giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ, giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở Bác, sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp.